Hôm nay hàng nghìn chiếc bánh chưng đã được các bạn sinh viên Hà Nội tự tay gói và luộc cho tặng các em nhỏ khuyết tật, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ngàn bánh chưng xanh góp tình cho Tết, những hoạt động thiện nguyện không chỉ mang ý nghĩa xã hội thiết thực mà còn thể hiện nét đẹp văn hóa trong đời sống đoàn viên thanh niên vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngay từ sáng sớm, các công việc rửa lá, chuẩn bị nguyên liệu đều đã tân tất. Những chiếc bánh chưng này được các bạn trẻ gọi với cái tên đầy ý nghĩa, tấm bánh nghĩa tình, bởi nó chứa đựng phần nào không khí Tết và cả tấm lòng của các em gửi tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Đã tham gia chương trình nhiều năm, Vũ Việt Anh và các bạn đã không còn bỡ ngỡ với công việc gói và luộc bánh. Đây là năm thứ 3 chúng em tham gia chương trình tấm bánh nghĩa tình này, thì em cảm thấy rất vui. Những tấm bánh của chúng em đã vuông vắn hơn, đẹp đẽ hơn, thì chúng em cảm thấy đó là những việc làm ý nghĩa đối với chúng em và những xã hội. Năm nay, điểm đến đầu tiên của những chiếc bánh chưng này là làng trẻ em khuyết tật Giang Biên, Hà Đông. Món quà tuy nhỏ bé, nhưng đối với các em nhỏ là niềm vui, là tình cảm, là thông điệp về sự ấm áp và không cô đơn. Hôm nay anh chị đến đây, em cảm thấy rất vui. Em cảm ơn các anh chị bánh chưng rất ngon. Chương trình tấm bánh nghĩa tình của Đại học Đại Nam duy trì đã được 7 năm rồi. Sở dĩ chúng tôi duy trì được lâu như thế bởi vì đấy, cứ mỗi lần đi chia cho các cháu như này, những hoàn cảnh khó khăn như này, thì không chỉ đó là miếng bánh mà nó còn là tình cảm của chúng tôi trao cho các em, và đồng thời các em cũng cảm thấy là hạnh phúc và ấm áp hơn rất nhiều mỗi khi Tết đến xuân về. Đó chính là động lực để cho thầy trò chúng tôi có lẽ là sẽ duy trì thường niên, mãi mãi, và sẽ càng ngày sẽ là càng tốt hơn và lan rộng thêm nhiều những cái địa chỉ để mà nhận bánh hơn. Công việc gói bánh vẫn tiếp tục. Ngày mai, các bạn trẻ sẽ lại lên đường, đem những tấm bánh nghĩa tình này trao tận tay những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các thương bệnh binh, người già cô đơn trên địa bàn thành phố. Và cũng chỉ ít ngày nữa thôi, các em cũng sẽ được sum vầy cùng gia đình, đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tết này, ai cũng vui hơn và cảm thấy ý nghĩa hơn.